Chào 500 anh em. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cách chơi về sản phẩm Keno sắp ra mắt của Vlot. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lên CH Play này. Tìm kiếm sản phẩm Keno. Thì đây, rất nhiều sản phẩm Keno. Thì chúng ta sẽ chọn cái Keno của Las Vegas Casino này, thì nó sẽ giống y hệt cái sản phẩm Keno của Vlot chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới. Thì sau đây chúng ta sẽ ấn vào cái sản phẩm này và chọn cài đặt, ấn chấp nhận. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ chọn mở và bắt đầu trải nghiệm cái sản phẩm Keno này. Đầu tiên thì nó hỏi chúng ta là bạn có cần miễn phí chip chơi không? Chúng ta tạm thời là cứ đóng lại đã, close. Bạn chắc chứ, nó hỏi lại bạn là bạn có chắc chắn thì mình cũng tạm cờ lâu đi ạ. Đây, đây là cái giao diện của sản phẩm Kenlo, thì mình giải thích qua một chút. Kenlo là một sản phẩm sẽ quay nhanh ý. Để chọn số thì đầu tiên mình sẽ có các giao diện như là option này, quick pick này. Chữ này thì mình không rõ là đọc là gì này. Còn đây là biểu tượng 1C gạch này, có nghĩa là 1 sen này. Chữ bet này, start là bắt đầu này. Thì để chọn số và bắt đầu chơi thì mình sẽ ấn vào chữ bet 1. Sau đó là chúng ta có thể lựa chọn những cái số mà mình thích đặt cược. Thì mình giải thích qua cho các bạn chút về cái sản phẩm Keno này. Thì sản phẩm Keno này sẽ có 80 số chia thành hai bảng từ 1 đến 40 và từ 41 đến 80. Và nó sẽ quay tới 20 giải. Trong đó người chơi thì sẽ chọn các hình thức chơi khác nhau. Tối thiểu là chọn hai số thì tương đương với lại cái mức tiền cược và giá trị giải thưởng nó sẽ khác nhau. Để mình làm mẫu cho các bạn nhé. Ví dụ như là mình chọn hai số chẳng hạn thì mức tiền cược nó sẽ như nào? Đó, mình chọn số 24 và 36. Đây, bạn để ý cái cột hit này này thì tương ứng với lại cơ cấu trúng đấy. Ví dụ này, mình để cái mức của mình cược là 1 đô đi. Thì khi mà mình trúng được một số thì mình sẽ được hòa tiền. Nếu mà mình trúng cả hai số trong 20 giải thì mình sẽ được 6 đô, tức là gấp được 6 lần giải thưởng đấy. Mình sẽ chơi thử cho các bạn xem nhé. Nó hỏi bạn có muốn free, mình nên chọn no thanh đi. Không biết thì không không chọn. Đó. Mình vừa chơi thì nó đã quay 20 giải này, rất tiếc là không trúng mấy số nào. Mình tiếp tục cái chơi tiếp cái bộ này. Số tiền hiện tại của mình đang là 149 đô. Vâng, lần thứ hai là đã không trúng. Tiếp tục chơi tiếp nào. Rồi, cả 3 lần đều không trúng, có vẻ là mình hơi bị đen. Thử quay lần nữa xem sao. Rồi, một số 36. Đó. Các bạn thấy không? Nó hiển thị cái số 1 màu vàng ấy, tương ứng là số tiền mình trúng này, cái mục chữ win 1 ấy thì tương ứng là mình đã được 1 đô này. Vừa nãy mình có 147 đô này mình trúng này, nó hòa nó giả lại tiền cho mình này. Tiếp theo mình sẽ thử chơi lại thêm một lần nữa để xem nó trúng hai số như nào nhé. Để mình chọn số thì mình có thể ấn chữ bet 1 này và mình bỏ cái số mình vừa chọn đi, hoặc mình có thể chọn một số khác mình thích, ví dụ 34 này hoặc là 45 chẳng hạn. Đó, sau đó mình lại ấn start. Cái mức 1 đô này mình có thể cược rất nhiều nhé, từ 1 sen, 5 sen, 2 5 sen, 1 đô, 5 đô, 2 5 đô, thậm chí là có cả mức 1 triệu đô này. Thì những cái mức này sẽ dành cho những người chơi mà nạp tiền vào, thì mình đây là mình chơi thử thôi.
Thế mình sẽ dùng cái tiền nó cấp miễn phí để chơi. Đó, mình sẽ bắt đầu quay tiếp này, ấn start này. Đó, như các bạn thấy đấy. Mình vừa trúng 1 đô. Có nghĩa là mình hai một trong hai số mình chọn ấy nó về thì mình được hòa tiền. Các bạn đấy những cái số bóng là 19, 10, 4, 7, 76 ở cái góc bên phải màn hình này này là cái kết quả quay đấy, thì nó sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tổng cộng là 20 giải quay các bạn ạ. Thì là tổng số giải quay là 20 trên 80 số. Và bạn lưu ý là nó sẽ không bị lặp lại một số nào hết nhé. Mình sẽ cố quay thêm một vài lần nữa để cho trúng hai số để mình nhìn thấy cái mức giá trị cược nó như nào. Ôi, quay từ đầu đến giờ thì toàn trúng một số thôi. Có vẻ là mình không được may mắn cho lắm. Thử lần nữa xem nào. Có vẻ là mình không may mắn lắm. Mình sẽ thử chơi sang cái dạng 3 số xem sao. Thì cái cano này nó rất là hay này. Người chơi có thể chọn tối đa là 10 số và tối thiểu là 2 số. Thì tất nhiên là cái cơ cấu giải thưởng nó sẽ khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái cơ cấu của giải 3 số xem là nó như nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn bet này. Có thể là chọn thêm một số hoặc là bỏ những số mình vừa chọn đi thì ấn vào. Chọn 24 này, 37 và 45 chẳng hạn. Đấy, thì bạn để ý nhé, khi mình chọn 3 số ấy thì cái mức bộ giải thưởng chúng thì nó đã bị khác rồi đấy. Với mức cược là bet 1 này này, tương ứng là mình cược 1 đô ấy, thì khi mình trúng hai số mình chỉ được 3 đô thôi. Và trùng cả 3 số thì mình được tới 40 đô, tương ứng với là gấp 40 lần các bạn ạ. Ví dụ như là mình cứ để giá đô là 25.000 đi, ví dụ như vậy. Thì mình cược 50.000 mà trúng 3 số thì mình sẽ được đâu đấy là 40 đô mà nhân với lại đâu đấy là tầm 1 triệu đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn xem nhé. Đấy, như các bạn để ý đấy là mình chọn 3 số mà trúng một số 24 này thì không được giải thưởng gì. Tiếp tục thử lần nữa xem nào. Rồi, mình đã trúng được cái số 37 và tiếp tục là không có thưởng gì. Ồ, thật đen. Đó, các bạn thấy đấy, mình đã trúng được hai số 24 và 37 đấy. Thì với mức cược 1 đô mình đã trúng được 3 đô đấy. Mình sẽ ấn bet và đặt số khác xem sao. Có vẻ là cái số 45 này không được may mắn cho lắm. Số 23 này, số 19 và số 26 xem sao. Ở cái mức cược này thì nó cũng chưa có gì là hấp dẫn lắm, thì mình sẽ bỏ qua và đi nhanh hơn sang cái mức cược là 4 số. Thì mình bây giờ mình sẽ thử sang 4 số xem là cái cơ cấu giải thưởng nó sẽ như nào nhé. Là 24 này, 43, 46 và 27 chẳng hạn. Đấy, các bạn để ý nhé. Ở sang mức cược 4 số này thì chỉ cần trúng hai số ta đã được hòa tiền này. Trúng 3 số thì tỷ lệ là 1 ăn 5 này. Chúng cả 4 số là tỷ lệ là 1 ăn 110 lần. Khá là hấp dẫn. Mình thử nhé. Lần quay đầu tiên thì có tới 3, 5, 7, 9, 10, 12 số ở cái bảng từ 41 đến 80 mà chỉ có 8 số ở
bảng 1 đến 40. Mình sẽ chơi thử lại một lần nữa. Như các bạn thấy đây là cái mức độ chơi 3 số và 4 số thì nó đã có mức tiền cược giá trị giải thưởng nó đã rất là khác biệt. Có vẻ là những bộ số mình chọn nó không được may mắn cho lắm. Rồi, đó. Như các bạn thấy đấy, ở cái mức cược 4 số này thì mình đã chọn trúng 2 số thì đã được hòa tiền. Và mình quyết định chơi thêm một lần nữa. Nếu mà không trúng thì mình sẽ chuyển sang cái cách chơi là 5 số xem là nó có may mắn hơn không. Cũng không khả quan được lắm. Để chọn sang cái mức 5 số thì mình sẽ ấn vào bet 1 này và bỏ những cái số không may mắn này đi. Và mình sẽ chọn sang giải 5 số chẳng hạn. Số 13 đi, số 18, số 25, số 41 và số 55. Đấy. Thì cơ cấu giải thưởng nó đã thay đổi rất là nhiều. Với trùng 2 số thì chúng ta sẽ hòa tiền này. Trùng 3 số tỷ lệ là 1 ăn gấp 2 lần này. Trùng 4 số là 1 ăn 10 lần này. Trùng 5 số thì là 1 ăn 500 lần này. Như vừa nãy mình chọn 4 số ấy, nếu mình trùng cả 4 thì mình sẽ ăn tới 110 lần cơ. Nhưng mà khi sang cái mức chơi mà chọn 5 số này thì cái mức chọn trùng 4 số thì mình chỉ ăn 1 ăn 10 lần thôi. Tại vì là khi mình chọn nhiều số hơn ấy thì tỷ lệ trùng 4 số thì nó cao hơn. Đấy là lý do tại sao mà cái mức cược nó sẽ bị thay đổi khác nhau theo từng cái kiểu chơi. Và mình sẽ chơi thử cho các bạn xem. Mình thử chuyển mức cược sang 5 đô xem nào. Xem có thay đổi gì không nhỉ? Chà chà. 5 đô này thì có vẻ là hơi tốn kém. Mình suy nghĩ lại và chuyển về lúc 1 đô đi. Để có tiền để mình có thể hướng dẫn anh em chơi nó nhiều hơn. Đó. Chúng 2 số là chúng ta đã được hòa tiền này. Hiện tại đang là 141 đô nhé các bạn. Đó. Vòng quay này mình có vẻ may mắn hơn này. Hai lần liên tiếp hòa tiền. Thử lại lần thứ 3 xem sao. Chà. Số 25 và số 55 có vẻ là rất là may mắn với mình thì phải. 3 lần hòa tiền này. Thế thì mình sẽ chơi thêm một lần nữa vậy. Chà, số 25 này về rất là nhiều lần. Để không mất thời gian của anh em thì mình sẽ thử chuyển sang cái mức chơi cược của 6 số xem. Thì nó có gì thay đổi không? Đó, thì các bạn để ý nhé. Ở mức cược 6 số này thì phải trúng 3 số mình mới hòa tiền này. Trúng 4 số thì 1 ăn 5 lần này. Trúng 5 số thì 1 ăn 50 lần này. Và trúng cả 6 số thì là tỷ lệ 1 ăn 1.500 lần đấy. Tương ứng là 1 đô mình sẽ ăn được 1.500 đô đấy. Và mình sẽ thử quay nhé các bạn. Sản phẩm Kenlo này, nó có rất nhiều cách chơi và rất là đa dạng. Thì dự kiến mà nó quay nhanh như này thì rất là hấp dẫn. Đó, ngay từ lần đầu tiên thì mình đã trúng được 2 số. Nhưng rất tiếc là không được đồng nào. Mình tiếp tục quay lần nữa nào. Có vẻ không được may mắn cho lắm. Thử quay lần thứ 3 xem nào. Chà, 3 lần liên tiếp mà mình không trúng nổi 3 số. Quyết thêm lần nữa cho là... Đó, sau 4 lần quay thì mình đã không trúng được một giải nào của cái giải 6 số này. Thì mình quyết định chuyển sang giải 7 số đi. Có vẻ những con số này không được may mắn cho lắm. Mình sẽ vẫn giữ lại số 25 này, số 33 này, số 18 này, 48, số 43 và số 52, 49 đi. Đấy, cái phần make 7 này tương ứng với là mình chọn 7 số. Mức cược hiện tại mình đang để là 1 đô. Thì các bạn đấy để cái cơ cấu giải thưởng của cái mức chọn 7 số này đã thay đổi này. Trúng 3 số thì hòa tiền này. Trúng 4 số trở lên thì là tỷ lệ 1 ăn gấp 7 lần này. Tương ứng là 1 đô được ăn 7 đô đấy. Trúng 5 số thì mình ăn gấp 15 lần này. Có nghĩa là 1 đô mình ăn 15 đô.
và trúng 6 số trên 7 số thì mình sẽ ăn được là 250 đô. Và ăn cả nếu mà trùng cả 7 số thì mình sẽ ăn được 5.500 đô. Và bây giờ mình sẽ thử quay nhé. Chà, ngay lần quay đầu tiên mình đã trúng được 2 số, có vẻ là không may mắn cho lắm. Hai lần trúng 2 số. Ba lần trúng 2 số. Thử lần nữa xem nào. Ở bước cược 7 số này thì mình đã quay đầy 7 lần nhưng mà chưa lần nào được 3 số trở lên cả. Có vẻ là bộ số mình chọn nó không được may mắn cho lắm. Thì mình sẽ quyết định chuyển sang cái hình thức chơi là 8 số. Để xem cơ cấu giải thưởng nó có thay đổi gì không nhé. Và mình sẽ bỏ cái những cái bộ số này đi. Có vẻ kém may mắn quá. Để 8 số thì mình sẽ chọn tới 4 trên 4 dưới đi. Đấy, như các bạn để ý này. Thì ở giải 8 số này thì trùng 3 số mình sẽ hòa tiền. Trùng 4 số thì tỷ lệ là 1 ăn 5 lần. Trùng 5 số thì tỷ lệ 1 ăn 10 lần. Trùng 6 số thì tỷ lệ 1 ăn 50 lần. Trùng 7 số thì tỷ lệ 1 ăn 400 lần. Wow, trùng 8 số thì tỷ lệ ăn tới 15.000 lần. Có nghĩa là 1 đô mình sẽ ăn được 15.000 đô đấy các bạn ạ. Mình sẽ chơi thử nhé. Và con số mà 2 năm luôn là con số may mắn của mình thì phải. Tiếp tục xem nào. Đó, ở lần quay thứ hai thì mình đã được hòa tiền vì trúng 3 số. Tiếp tục quay lần nữa xem nào. Đó. Lần quay thứ tư này mình cũng hòa tiền. Tự chơi lần nữa xem nào. Đó, số 25 này xuất hiện rất nhiều lần nhé các bạn. Không lý nào mà không trúng được hơn 3 số. Thì như các bạn thấy đấy là nó cũng tương đối là may rủi. Có thể là mình không được may mắn cho lắm. Thì mình sẽ thử chọn ngẫu nhiên xem. Số 25 vẫn là số yêu thích này, số 27 này, số 47 này, số 11 đi, số 1, 49, 43, số 23, và số 56 chẳng hạn. Thì ở mức cược 9 số này thì mức tiền thưởng đã bị giảm đi các bạn ạ. Như vừa rồi thì mình chọn là 8 số. Thì tỷ lệ mình cược là 1 ăn 15.000. Nhưng mà sang cái mức 9 số này thì tỷ lệ cược trùng 9 số chỉ ăn có 10.000 thôi. Đó, để mình bỏ đi một số để cho các bạn thấy nhá. Các bạn thấy không? Đấy. Ở cái mức chơi 8 số này nhá thì khi trúng cả 8 số trên 20 số kết quả thì 1 đô mình sẽ được tới 15.000 đô cơ. Nhưng mà sang cái mức 9 số này thì trúng 3 số được hòa tiền, trúng 4 số thì 1 ăn 3 lần, trúng 5 số thì 1 ăn 6 lần, trúng 6 số thì 1 ăn 25 lần, trúng 7 số thì 1 ăn 250 lần. Trúng 8 số thì 1 ăn 6.000 lần, tức là 1 đô ăn 6.000 đô đấy. Trúng 9 số thì 1 ăn 10.000 lần, có vẻ hơi ít các bạn nhỉ?
Đó, mình sẽ chơi thử cho các bạn xem. Cái app Keno, Keno này là một cái app của casino, nó tương tự như cái sản phẩm Keno của Venus chuẩn bị ra. Thì mình làm cái video này là mình hướng dẫn cho anh em chơi thử cũng như hiểu về cái cách chơi cái sản phẩm Keno này. Đó, có vẻ may mắn hơn một chút rồi. Mình đã trúng được 4 số và 1 đô mình ăn được 3 đô này. Hit 4 là cái mức 4 số này, make là 9 này. Mình sẽ chơi thêm một lần nữa cái bộ số này. Có vẻ là chọn nhiều số là tỷ lệ trúng cũng cao hơn và hòa tiền nữa cũng nhiều hơn các bạn ạ. Mình sẽ chơi thêm một vài lần nữa. Hy vọng là có thể trúng được 8 số hoặc 7 số. Đó, mình lại được 4 số, mình được 3 đô tiếp. Có vẻ là cái bộ số mình chọn này có vẻ rất là hên. Số 47 là về rất nhiều lần nhé. Số 25 nữa này. Rồi, mình sẽ không chuyển sang không chơi cái dạng 9 số này nữa và sẽ làm thử cái cách chơi 10 số cho các bạn xem nhé. Thì mình sẽ giữ nguyên cái bộ số này. Thì nó cũng đang khá là may mắn. Thì mình chỉ thay đổi một chút thôi về cái số. Rồi, 10 số đây. Thì các bạn thấy đấy, khi mình chơi 10 số là tối đa 10 số Keno này thì nó chỉ có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổng cộng là 9 cách chơi. Chọn 2 số, 3 số, 4 số, 5 số, 6 số và mượn đến 10 số và có 9 cách chơi tất cả. Thì cái cơ cấu giải thưởng này nó đã thay đổi đây này. Trúng 4 số thì mình tỷ lệ là 1 ăn 2 đô. Có nghĩa là 1 ăn 1 đô ăn 2 đô, nghĩa là 1 gấp 2 lần đấy. Trúng 5 số thì 1 gấp 5. Trúng 6 số thì 1 ăn 12 lần. Trúng 7 số thì 1 ăn 50 lần. Trúng 8 số thì 1 ăn 300 lần. Trúng 9 số 1 ăn 2.500 lần. Mà trúng 10 số thì 1 ăn 20.000 lần. Tức là 1 đô ăn 20.000 đô đấy các bạn ạ. Thì mình giải thích tại sao thì cái càng nhiều số ấy thì cơ cấu giải thưởng nó lại càng thay đổi. Tại vì là khi bạn được chọn 10 số ấy, thì cái tỷ lệ bạn trúng 4 số thì nó rất là cao. Nó giống như là mình chơi bao 10 của Power hay là Mega chẳng hạn. Thì khi mình chọn nhiều số thì đỏ ít số ấy thì tỷ lệ trúng 4 số, 5 số, 6 số nó sẽ cao hơn. Thì tương tự như thế cơ cấu giải thưởng nó sẽ rất thấp đi. Và giá trị jackpot này nó cũng sẽ tăng lên đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thử cái mức cược nó cao lên một chút đi, 5 đô đi. Và mình sẽ bắt đầu mình chơi thử xem như nào. Chà, có vẻ không được may mắn cho lắm. Mình sẽ dành hết 115 đô này để chơi thử cái ô 10 số này. Đến hết tiền thì thôi. Đó, mình đã trúng được 3 số và không được đồng nào. Tiếp tục xem nào. Rồi, mình đã trúng được 3 số tiếp. Thì các bạn thấy đấy là khi mình chọn 10 số ấy, thì tỷ lệ trúng 3 số là rất là cao. So với lại chúng mình chọn 2 số rất là nhiều. Đó, mình đã trúng được 4 số. Đây các bạn đấy. Mình cược 5 đô là mình ăn được 10 đô đấy. Ở cái cách chơi 10 số này thì mình nói qua một chút là các bạn nó sẽ có một cái điều khác biệt nữa. Nếu mà các bạn chọn 10 số mà không trúng cả 10 thì mình sẽ được hòa tiền. Như các cái giải thấp hơn ấy thì các bạn lại không được hòa tiền. Đấy là cái hay của khi mình chơi 10 số. Mình chọn cả 10 số mà không trúng ấy thì mình sẽ được hòa tiền cái vé đấy, lần chơi đấy. Đó, mình lại trúng 4 số này thì 5 đô mình lại được thành 10 đô này. Đó, mình lại trúng 3 số nhưng mà không được cái gì.
Đấy, mình chơi trúng được 4 số đấy. Hiện tại mức cược của mình đang là 5 đô này. Số tiền mình có là 100 đô này. Thì mình sẽ thử tăng mức cược lên xem là nó có... À thôi, mình sẽ vẫn giữ 5 đô. Và mình sẽ chơi đến hết số tiền này để xem là có cơ hội ăn trúng được 20.000 đô không. Với mức cược 5 đô thì mình sẽ trúng 10 số thì mình sẽ được tới 100.000 đô đấy các bạn ạ. 100.000 đô bây giờ nó tầm 2 tỷ 3 thì phải. Một số tiền nó cũng tương đối nhiều. Mức 5 đô thì mình đâu đấy cũng chỉ là 100.000 thôi, thì cũng không lớn lắm. Thì có nghĩa là từ mình bỏ 100.000 ra 5 đô thì mình cứ tính là 2 năm đi, hơn 100.000 một chút. Thì mình được ăn tới 2 tỷ 3 cũng khá là hấp dẫn. Và quan trọng nhất là cái sản phẩm này nó quay rất nhiều lần trong một ngày. Hiện tại thì mình cũng không nắm rõ là sẽ quay như nào, nhưng mà cái cơ hội chơi mà chúng thì sẽ ra vào rất nhiều. Mình đang đợi là nó ra cái 20 số mà không trùng cái số nào mình chọn, để cho các bạn thấy là nó sẽ giả tiền về mà không trừ cái tiền đi. Có vẻ là không may mắn cho lắm với bộ số này. Mình sẽ quyết định chọn bộ số khác. Mở bet này. Bỏ những con số này đi. Và chọn một bộ số khác nó may mắn hơn. Mình vẫn giữ lại bộ 25 mà 47 này. Mình chọn ngẫu nhiên bừa đi, không thèm để ý nữa. Rồi, start. Wow, mình đã trúng được 5 số các bạn ạ. Đó là mình đã được ăn 25 đô các bạn thấy không, bộ số mình vừa thay đổi này nó đã có hiệu nghiệm rồi đấy. Tiếp tục chơi nào. Đó, hai lần liên tiếp mình được ăn đúng 5 số, bộ số mình vừa chọn rất là hên. Thì để rút ngắn cái thời gian và cái clip này đi thì mình sẽ ấn vào bet và mình cược lại một mức cao hơn một chút. Để hết cái số tiền này mình sẽ nghỉ nha các bạn. Rồi, thử nào. Ồ, hơi đen. Đấy, mình còn 15 đô này thì sẽ không đủ chơi nên mình có thể ấn vào option này xem là có thể xin cái gift miễn phí không. Đây này, đây có get more credit này hoặc là free gift game này. Mình thử ấn vào free xem nào, phần quà đấy các bạn ạ. Ấn thử bừa đi. Nó cho mình bao nhiêu tiền đây? Rồi, nó cho mình 100 sen các bạn ạ. 100 sen tương ứng với là 1 đô. Tự get more credit xem nào. Ai chà, trong cái bảng này là mất khá nhiều tiền các bạn ạ. Với từ dưới lên nhé. Với mình hiểu nôm na là 41 đô hoặc là 42 đô đấy, mình sẽ được 5.000 credit. Có nghĩa là bỏ 42 đô ra được 50 đô đấy. Ôi chào, có nghĩa là mình chơi free thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái mức hai số để giải thích thêm cho các bạn một chút. Là cái bộ hai số này này. Cái mức cược hai số này nó cũng tương đối hấp dẫn nhé các bạn nhé. Thì như các bạn chơi lô đề thì các bạn biết đấy,
thì cứ cho là lô xiên 2 đi, thì các bạn bỏ ra 20.000 này. Thì mình xiên 2 số này trong 80 số, thì nếu trúng cả 2 số thì mình ăn tới 6 lần. Vì em 1 đô mình ăn được 120. Và trong khi đó là cái số giải thưởng này nó không bị lặp lại ấy. Mình nghĩ mình cũng khá là hay đấy. Thử xem này. Chà. 74, 75, 16, 77. Kết quả thật là bá đạo. Thôi clip này thì mình hướng dẫn đến đây thôi, để anh em có thể tham khảo được cái cách chơi, hoặc là tìm hiểu hướng dẫn chơi này. Có thể mình tham khảo được cái hướng dẫn chơi sản phẩm Cano này trước. Thì như thế là mình sẽ sau này mình khi có sản phẩm ra ấy, thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ nữa. Xin chào anh em.